Thì đầu tiên thì có đôi chút xin giới thiệu một vài lời về bài talk của bạn Phạm Trung Kiên. Thì là đây là một trong các bài trình bày của các bạn về thí nghiệm mà các bạn đã thực hiện tham gia cuộc thi để quay video tham gia cuộc thi Physical 2021 do câu lạc bộ vật lý và tuổi trẻ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức. Thì với video mà các bạn chuẩn bị thì các bạn là bạn Phạm Trung Kiên và bạn Phạm Tuấn Bình đã giành giành giải nhất cuộc thi Physical 2021 và bây giờ cũng là đến đến giờ bắt đầu. Đấy thì xin mời Trung Kiên bắt đầu nhé. Anh nghe rõ chưa? Ok. Mình xin bắt đầu bài thuyết trình ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phạm Trung Kiên, học sinh hiện tại đang là học sinh lớp 12 chuyên lý trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về một trong những cái kỹ thuật, nói đúng hơn là một công cụ rất là quan trọng trong việc đo đạc tính toán về cơ học chất lưu bằng quang học. Và sau đây mình sẽ cho các bạn xem một clip ngắn về hiện tượng đó. Cuối cùng, chúng ta sẽ quan sát thí nghiệm này. Mời các bạn đón xem. Sau khi các bạn xem clip vừa rồi, các bạn sẽ rất là tò mò tại sao những khí vô hình như là bật lửa hay là máy sấy lại có thể được nhìn thấy bằng mắt thường qua những cái dụng cụ rất là cơ bản. Và đấy chính là cái thứ mà mình sẽ định nói ngày hôm nay, mà mang tên là kỹ thuật Schlieren, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự vô hình. Và sau đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ giới thiệu về kỹ thuật này để các bạn có thể hiểu rõ được tại sao nó lại được ra đời. Và như các bạn đã biết, trong cuộc sống hàng ngày thì gió thổi vào mặt ta, vào da thịt ta, gió thổi lá bay, hơi nóng từ chiếc bánh mì nướng phả vào mặt ta. Những thứ mà gần như là vô hình đã điều hướng cái sự chuyển động của mọi sự vật nhẹ quanh ta, là một trong những cái vật chất mà chúng ta cũng như các nhà khoa học rất tò mò về nó. Và cả một ngành nghiên cứu về cơ học chất lưu đã được ra đời để nghiên cứu cái sự chuyển động của dòng khí vô hình đó. Để đầu tiên, để quan sát được trực quan những cái chuyển động này, ta cần một sự trợ giúp lớn từ phía chuyên ngành quang học. Như ta đã biết thì ta thấy được một vật chất nào đó thì sẽ dựa trên hai tiêu chí. Đầu tiên đó là sự khác nhau giữa màu sắc của vật chất với môi trường xung quanh. Ví dụ như là ta có thể nhìn thấy lá cây màu xanh, hay là sau đây mình sẽ đến với phần thứ hai của bài thuyết trình này, để mình sẽ giới thiệu về cách lắp đặt một hệ Schlieren đơn giản. Đây là một hệ Schlieren đơn giản nhất và cũng là hệ mà nhóm mình đã từng làm tại nhà.
Nó chỉ bao gồm một gương cầu lõm có tiêu cự và khẩu độ, tức đường kính lớn cỡ 1 mét hay 2 mét. Sau đó mình sẽ đặt nguồn sáng và một chiếc dao lam, sau cho chúng cách đều nhau qua cái trục chính của gương và cách gương một khoảng bằng 2 lần tiêu cự. Sau đó ta sẽ điều chỉnh dao lam sao cho nó che khuất một phần của ảnh, che khuất nhiều phần của ảnh cũng được, để cuối cùng ta sẽ đặt máy ảnh ngay sát dao lam để chụp bức ảnh ta thu được. Ở đây thì nhiều bạn thắc mắc là tại sao lại phải cần cả hai vật này, cần cách là 2F. Thì thực ra là có rất nhiều cách lắp đặt khác nhau, nhưng mà mục đích chính của chúng ta là một điểm ảnh hội tụ đủ nhỏ. Ở đây thì đặc biệt là sản phẩm tự làm ở nhà thì của mình thì việc đặt cách 2F và đặt gần trục chính nhất có thể để trường tầm nhìn của máy ảnh lớn nhất, cũng như điểm ảnh dễ tìm và ít bị che chắn hơn. Và đây là sơ đồ thực tế, và như các bạn thấy đây là đường truyền của tia sáng qua hệ từ nguồn điểm đến gương và đến điểm ảnh đến máy ảnh. Đây đây là nguồn, phía bên trái là nguồn sáng và phía bên phải là dao lam và máy ảnh. Đây, việc đặt dao lam một cách tinh tế để che phần lớn cái điểm ảnh sẽ giúp cho thí nghiệm có thể nhìn được rõ hơn. Và đây là cách lắp đặt thí nghiệm. Đây là một cách lắp đặt kỹ thuật Silicon nâng cao hơn. Nhưng mà đấy là điều đương nhiên, là càng phức tạp, càng cải tiến thì hệ sẽ càng hiệu quả hơn. Và đây là hình ảnh so sánh giữa việc nhìn không gian trên ngọn lửa lửa so với qua hệ Silicon. Đây có vẻ là như là một hệ quang sọc hết sức bình thường, đơn giản, nhưng là tại sao nó lại giúp chúng ta có thể nhìn thấy được dòng không khí? Điều này là do một hiện tượng quang học, một sự biến động của đường truyền tia sáng khi đi qua những môi trường không đồng nhất, do định luật khúc xạ, hay người ta hay gọi là môi trường của chiết xuất. Và sau đây thì mình sẽ tóm tắt qua lý thuyết về mặt quang học để tìm ra sự phụ thuộc của chiết xuất và mật độ khối của môi trường. Đây là một lý thuyết rất là cần thiết để trong những tính toán cũng như là đo đạc trong cái kỹ thuật Schlieren này. Và tiếp theo mình sẽ giải thích qua về lý thuyết về nó. Theo lý thuyết trường điện từ thì ta coi ánh sáng như một điện trường biến thiên điều hòa, và khi đi qua một môi trường thì nguyên tử bị phân cực và dẫn đến sự thay đổi độ điện môi, từ đó sinh ra một chiết xuất khác với chiết xuất của chân không. Và ta sẽ có được mối liên hệ giữa chiết xuất của môi trường và tần số của ánh sáng, mật độ nguyên tử theo công thức sau. Ở đây N là chiết xuất của môi trường, N lớn là mật độ lưỡng cực điện, cũng như mật độ cung lực điện thì cũng tỷ lệ thuận với cả mật độ khối của nguyên tử. Q là điện tích electron, mà E là điện tích electron, epsilon không là hằng số điện, omega không là tần số dao động của nguyên tử, và omega là tần số của ánh sáng, gamma là hệ số cản của nguyên tử. Và như các bạn có thể thấy, đường màu đỏ chính là sự phụ thuộc của chiết xuất của môi trường theo bức sóng của ánh sáng. Ở giữa cái đồ thị này, giữa hai cái vạch đen này là một dải hấp thụ khi mà nguyên tử bị cộng hưởng, từ đó nên là nó sẽ hấp thụ mạnh những cái chất
hấp thụ mạnh những cái bước sóng tương ứng với cả bước sóng tương ứng. Ví dụ như là một loại thủy tinh có thể cản trở hoàn toàn được một khoảng của tia cực tím. Sử dụng biến đổi xấp xỉ tay loa thì ta cũng có một phương trình tán sắc khá là nổi tiếng của Cauchy. Và tiếp theo là một công thức chủ đạo để đưa vào trong kỹ thuật này, đưa vào trong tính toán kỹ thuật này, đó là công thức Glass-Steagall. Đối với cả chất khí thì sử dụng nhiều xấp xỉ gần đúng, ta có được mối liên hệ tuyến tính giữa chiết xuất của môi trường và mật độ khối của môi trường. Ở đây N là đương nhiên là chiết xuất, K là một hệ số đã chứng minh từ trước dễ tìm được và tùy với từng loại chất một. Rho là mật độ khối của môi trường. Và biến đổi tiếp sử dụng phương trình trạng thái thì ta có thể tìm được mối liên hệ nghịch biến của chiết xuất với cả nhiệt độ môi trường. Ở đây T là nhiệt độ. Tiếp theo, phần này hơi nâng cao một chút nhưng mà ta sẽ tìm được những cái phương trình vi phân của quỹ đạo tia sáng theo chiết xuất và ta cũng có thể tìm được góc lệch của tia sáng qua môi trường đó như ở trên hình. Những cái góc epsilon y, epsilon x là góc lệch của tia sáng theo từng phương một. Và dễ thấy thì chiết xuất càng biến đổi nhiều thì góc lệch sẽ càng lớn. Vậy thì lý thuyết trên được sử dụng như thế nào trong cái kỹ thuật này thì mình sẽ đặt được một môi trường chiết xuất khác, chiết xuất môi trường, ví dụ như là nguồn nhiệt hay là các loại khí khác nhau vào giữa đường truyền ánh sáng như ở trong hình tròn này. Để làm lệch đường đi của tia sáng từ những cái linh tiết trên, kết quả là một số tia sẽ đập vào giao lam có xu hướng lệch về phía giao lam hơn như ở trên hình, là vùng tối hơn của trên màn và sẽ đi về phía màn, có xu hướng ảnh sẽ đi về phía màn và vùng sáng hơn ở trên màn. Đây và phần diện tích khi đi qua đấy, phần diện tích ảnh khi đi qua bắn vào máy ảnh, cái tỷ lệ của diện tích không bị biến động và diện tích biến động sẽ sinh ra một sự khác nhau về cường độ sáng của ảnh trên màn và từ đó từ những tiêu chí trên chúng ta có thể thấy được những cái biến đổi nhỏ ở đó. Và thí nghiệm này cũng không thể hoạt động được. Tuy là một hệ thống quang học đơn giản nhưng mà cũng không thể hoạt động được nếu như thiếu chiếc dao lam, là một vật vô cùng quan trọng trong kỹ thuật này. Một là nó rất là sắc và mỏng để tia sáng đi qua lưỡi dao đi qua lưỡi dao không bị mất mát cường độ, cũng như là thứ hai là nó là thứ quyết định để tạo ra sự phân bố cường độ sáng trên màn, thứ mà giúp chúng ta nhìn thấy được từ sự phân biệt cường độ mà ta đã đề cập từ ban đầu. Đây là hình ảnh trực quan để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Đây. Ví dụ mình đặt một hệ dao lam theo cách hợp lý thì mật độ phân tử cao thì cái ảnh trên màn nó sẽ tối hơn so với xung quanh, còn mật độ phân tử thấp thì cường độ nó sẽ sáng hơn với cả ảnh xung quanh. Và đương nhiên từ định tính là ta sẽ tính được cái tỷ lệ cường độ sáng là như sau, là một cộng trừ với cả D trên A0 nhân epsilon y. Ở đây D là khoảng cách từ vật ta cần xét đến dao lam, A0 là
kích thước của điểm ảnh hay là kích thước của điểm ảnh tuy cộng trừ ở đây có nghĩa là cái phần hình vuông bị biến động ấy, có thể ở trên hoặc ở dưới tùy vào cách ta tính toán. Tuy góc epsilon rất nhỏ nhưng mà khoảng cách từ gương đến dao lam lớn hay là kích thước nguồn sáng, nguồn điểm ảnh đủ nhỏ thì tỷ số đó cũng khá là đáng kể và ta cũng có thể phân biệt được. Và để tính toán định tính chính xác hơn thì ta sẽ giả dụ một mô hình về phân bố tuyến tính nghịch biến của nhiệt độ theo độ cao từ nguồn nhiệt như là một ngọn lửa ở đây. Và mình sẽ giả dụ như là đặt một ngọn lửa ở dưới trước ngay trước một cái thấu kính như này thì vùng không gian rất là nhỏ thôi, nó sẽ biến động chiết xuất dọc theo cái chiều cao nên là khi tia sáng đi qua thì ảnh của nó sẽ có xu hướng chạch chạch lên trên, từ đó sẽ cái vùng đó nó sẽ có cường độ sáng lớn hơn với cường độ sáng xung quanh. Và sử dụng những lý thuyết trên thì ta có thể dễ dàng tính được cái tỷ số cường độ sáng đó là như sau: 1 cộng 2FBL T0 cộng A trên A0 N0 T0. Ở đây F là tiêu cự của gương, B là một hằng số nào đó tùy chất của môi trường, L là độ dày của cái lớp không khí có chiết xuất biến thiên, T0 là nhiệt độ của ngọn lửa tại điểm 0, A0 là kích thước của điểm ảnh, N0 là chiết xuất của môi trường và nhân A là hệ số Glassdoll-Bell nhân với cả P0 mi chia R. Và ở đây thì dễ thấy tiêu cự của gương hay là thấu kính càng hay là nguồn nhiệt càng lớn hoặc là điểm ảnh càng nhỏ thì ta có thể thấy được không khí càng rõ nét hơn. Và đây chính là hình ảnh thực tế của không khí trên ngọn lửa. Nó xen kẽ bao gồm cả khi có mật độ phân tử thấp như là khí nóng hay là khi có mật độ phân tử cao như là khí CO2, nên là nó sẽ xen kẽ trên thực tế. Và đây là một sơ đồ của một hệ Schlieren cải tiến và được dùng hầu hết trong phòng thí nghiệm. Tại sao hệ này cải tiến? Nhìn nó chả khác gì cái hệ quang học chúng ta đã sử dụng ban đầu. Nhưng mà ở đây người ta đã sử dụng một gương parabol. Nó sẽ được khuyên dùng hơn trong hầu hết các dụng cụ đo đạc, tại vì trong nghiên cứu thay vì gương cầu hay thấu kính vì rất nhiều tiện ích của nó. Thứ nhất là cái điều kiện tương điểm tuyệt đối của gương parabol bất kể tiêu cự là bao nhiêu. Như các bạn thấy trên đây, gương parabol thì thỏa mãn điều kiện tương điểm rất lớn và gương cầu thì nó sẽ không thỏa mãn điều kiện tương điểm. Và trên hình người ta đã sử dụng một nguồn sáng là đèn thủy ngân áp suất cao, cái mà phát ra một tia cực tím gần như là đơn sắc. Thực ra là mật độ lớn nhất sẽ loại bỏ được gần hết các sai số như là tán sắc hay là nhiễu xạ và đặc biệt là sẽ được tăng độ phân giải. Và không chỉ thế, thiết kế như trong hình ở đây thì sẽ có một khoảng dài giữa cái hai gương, khoảng hai tia song song ấy, thì ta sẽ có thể điều chỉnh được khoảng cách hai cái gương này tùy ý ta muốn, tại vì cách tia song song thì ta có thể tùy chỉnh được. Và theo công thức thì cách càng xa thì sẽ phân biệt được càng rõ nét hơn.
Và tiếp theo, tại sao vậy thì tại sao mình cần để thiết lập được cái kỹ thuật này? Tại sao ta cần một gương hay thấu kính có tiêu cự và khẩu độ lớn hay là đường kính gương lớn ấy? Thì theo mình tìm hiểu là ta sẽ cần một dụng cụ quang có tiêu cự càng lớn càng tốt, để một là để thỏa mãn cái điều kiện tương điểm của tiêu cự, và khi đó thì ảnh sẽ chính xác hơn. Và theo công thức phân bố cường độ thì phân bố công thức tỷ số cường độ thì sự phân biệt ảnh nó sẽ càng rõ nét hơn. Thứ hai là ta cần một dụng cụ quang có khẩu độ, tức là đường kính rìa của gương càng lớn càng tốt, vì trường nhìn của chúng ta không chỉ trường nhìn của chúng ta sẽ rộng hơn, mà theo tiêu chuẩn V-Line thì góc phân giải tỷ lệ thuận với bức sóng và tỷ lệ nghịch với khẩu độ, nên là độ phân giải trên lý thuyết sẽ tăng lên rất là nhiều. Cuối cùng là mình sẽ giải thích qua về một số sai số tính toán bởi bộ lắp đặt. Tuy nhiên, thí nghiệm này thực hiện để đo sự thay đổi nhỏ nhưng mà cũng đồng thời gây ra những sai số quang học rất là đáng kể. Và hai sai số chính trong thí nghiệm này ta có thể kể đến như là sự sắc sai hay là nhiễu xạ. Ở đây thì do hàm chiết xuất n như mình đã đề cập ở trước phụ thuộc nhẹ vào bức sóng ánh sáng, nên sẽ có sự tán sắc ánh sáng khi đi qua các thấu kính của bộ thí nghiệm cũng như qua môi trường khảo sát, và từ đó sẽ không thỏa mãn sự tương điểm của ảnh mà ta cần, nên là sẽ gây ra một sự sai số có thể đáng kể. Đây là hiện tượng sắc sai trong kỹ thuật này, nhìn nó rất là, khi mà tính toán thì sai lệch nó rất là nhiều. Để giải quyết tình trạng này thì ta có hai phương án hợp lý khả quan. Một là chúng ta sẽ lắp một hệ thấu kính đồng trục và đặt sao cho ảnh cuối không bị sắc sai, hay chúng ta còn gọi là hệ khử sắc sai. Thứ hai là ta có thể dùng gương cầu để tránh hiện tượng tán sắc, hoặc đơn giản ta có thể dùng nguồn sáng đơn sắc. Tiếp theo, một sai số nữa là do hiện tượng nhiễu xạ. Ở đây thì không chỉ tại vì ta đo đạt một sự biến đổi nhỏ nên là lưỡi dao lam rất bén, nhưng có một nên sẽ gây ra hiện tượng nhiễu xạ tại đó. Không chỉ thế, khi ánh sáng đi qua các gương hay môi trường không đồng nhất thì cũng có sự nhiễu xạ. Điều này sẽ gây ra một sự nhòe ảnh nhất định và sẽ cũng đương nhiên là sẽ gây thiếu chính xác khi mà tính toán. Thì để giải quyết vấn đề này thì ta chỉ có cách là giảm bức sóng ánh sáng của nguồn, ví dụ sử dụng tia cực tím, tia X, chứ không còn cách nào hiệu quả hơn. Và sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem về một số những cái ảnh chụp về liên quan đã sử dụng kỹ thuật Schlieren này. Ở đây ta có thể thấy là máy bay siêu âm bay tạo ra một cái nón nón siêu âm gọi là nón mask. Tại vì sóng siêu âm theo lý thuyết thì sóng siêu âm là có ở cái vùng không gian bị dồn nén lại, điều hòa cách nhau, nên là mật độ khối của cái chỗ siêu âm nén vào nó sẽ tăng lên rất là đáng kể. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy được cái nón mask. Ở đây là hình ảnh sự phản xạ của sóng siêu âm như mình đã đề cập ở trước, tại sao sóng siêu âm có thể nhìn thấy được trên kỹ thuật Schlieren này. Đây là hiện tượng đối lưu của khí. Ở đây thì que kem tỏa ra một cái không khí lạnh và cái này nó đi xuống. Ở đây là tay người. Người có nhiệt độ so với môi trường khá nhỏ nên là nhìn nó rất là khó nhưng mà cũng nhìn được khi nóng bay lên. Ở đây là máy sấy, hình ảnh khí từ máy sấy tỏa ra.
trên kỹ thuật. Và hình bên phải chính là phân bố nhiệt độ của khí quan sát được dưới kỹ thuật. Đây là không khí, à, đây là khí CO2 thoát ra từ cái bình được quan sát trên kỹ thuật. Đây là hình ảnh giao thoa của sóng siêu âm được quan sát. Vâng, đây là thí nghiệm mình tự làm. Nhìn cách lắp đặt có vẻ đơn giản nhưng mà thực tế mình và bạn làm cùng, do là không có giá đỡ hay các dụng cụ nên là đã mất khá nhiều thời gian để bố trí thí nghiệm, cũng như là cả để cả ngày để bố trí thí nghiệm và để thực hiện chụp ảnh. Chỉ tính riêng việc đo đạc chính xác đã cực kỳ khó rồi mà phải đo những cái khoảng cách lớn cỡ vài mét, và việc tìm điểm ảnh khá là khó, nên là cái điểm khó nhất trong cái bố trí ấy là cái cách lắp đặt dao lam. Điểm ảnh nó rất nhỏ nên là một sự rung động nhỏ thôi là dao lam sẽ bị lệch đi, và mỗi lần điều chỉnh dao lam là bọn mình phải bật điện lên bật điện lại vì điểm ảnh rất là mờ. Cuối cùng là phần chụp ảnh cũng rất là khó vì không có giá đỡ nên việc giữ hay điều chỉnh máy ảnh liên tục trong khoảng thời gian dài nó rất là căng thẳng. Nói chung là cả cái quá trình làm có vẻ đơn giản nhưng mà rất là nản chí, nhưng mà kiên trì làm nhiều lần sẽ cũng làm được. Và sau đây mình sẽ đề ra một câu câu hỏi liên quan đến thí nghiệm này, thì tại sao chúng ta không nên không không dùng được gương phẳng? Chẳng phải gương phẳng nó rất là rẻ và dễ kiếm và cũng tạo ra một tia sáng hẹp nhỏ? Thì câu trả lời là mình nghĩ là vì ảnh qua gương phẳng là ảnh ảo nên là tia sáng hẹp đến mấy thì độ tương phản nó cũng lớn vô cùng, nên là ta sẽ có thể nhìn thấy chỉ màu trắng hoặc màu đen thôi. Câu hỏi thứ hai là tại sao lại để máy ảnh sát dao lam? Tại vì nếu để sau dao lam thì các tia sáng biến động sẽ không đi vào máy ảnh, mà thay vì đó nó sẽ bay đi lạch, bay đi mất. Không chỉ thế, lúc đó ảnh chiếu trên máy ảnh nó sẽ lớn đến một khoảng mà độ khác nhau cường độ nó sẽ rất là nhỏ đến nỗi mà không thể phân biệt được. Và câu hỏi thứ ba, tại sao nhiều bạn sẽ nhìn thấy cái hiện tượng này lầm tưởng như là một sự nhiễu xạ? Thì ở đây khi mà mình đặt vật gần gương thì sẽ tạo ra một cái ảnh ảo gần như trùng nhau theo phương trục chính, nên là mọi người hay lầm tưởng đó là hiện tượng nhiễu xạ như ở trên hình đấy. Mọi người thấy hai cái ảnh này nó sát sàn sạt nhau. Không chỉ thế, nếu ta để vật nóng như tay người vào thì sẽ có cái viền sáng hoặc là viền tối ở quanh tay ta lên, nên là cũng bị lầm tưởng là nhiễu xạ. Và nếu các bạn nào thắc mắc hơn thì có thể tham khảo cái tài liệu chi tiết mà mình đã soạn chi tiết hơn về này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và mình xin buổi thuyết trình này. Ok, xin cảm ơn Kiên đã công bài thuyết trình rất thú vị về hiện tượng về kỹ thuật silicon. Sau đây thì đến phần trao đổi thảo luận. Thì các bạn nào có câu hỏi thì vui lòng là giơ tay, mình sẽ mở mic các bạn trao đổi nhé. Ok. Có bạn nào có câu hỏi đặt cho bạn Kiên, bạn Kiên về liên quan đến cái kỹ thuật silicon không? Ok. Xin mời bạn Khoa nào. Dạ, chào tất cả mọi người ạ. Dạ, em có câu hỏi là nãy giờ quan sát thì thấy các cái phép tính có khá là nhiều cái sai số. Thì em xin hỏi là có cách nào để loại bỏ hoàn toàn cái sai số đó được không ạ? Em xin cảm ơn. Ừ.
Bạn nói là phép tính có nhiều sai số là phép tính nào nhỉ? À, cái kỹ thuật nó khi thực hiện phép đo nó có sai số à, chính xác. À, ý bạn là sai số do tán sắc với cả nhiễu xạ à? Dạ. Vâng, nhưng mình có thể loại bỏ hoàn toàn sai số đó được không? Như mình đã vừa nói thì có thể loại bỏ được. Ở đây thì tán sắc thì ta có thể không dùng thấu kính, tại vì thấu kính sẽ gây ra sự tán sắc, và dùng gương cầu. Hoặc là ta dùng thấu kính cũng được, nhưng ta sẽ lắp thêm một hệ thấu kính nữa để khử sắc sai. Hoặc là cách thứ ba là ta có thể dùng tia sáng đơn sắc để không bị hiện tượng sắc sai và sẽ chính xác hơn. Ok. Còn bạn nào có câu hỏi cho bạn ăn kiên không nhỉ? Ok, kia đây thầy có một câu hỏi như thế này. Tức là về điểm à về cái điểm nguồn sáng và thì có cần phải đặt ở trục chính của gương cầu hay không? Vị trí của nguồn sáng và máy ảnh có cần phải đặt ở gần sát trục chính của gương cầu không? Ý thầy là tại sao em để giao lam và nguồn sáng gần trục chính nhất có thể ấy ạ? Tôi có cần không? Tôi thầy đầu tiên thầy không biết là có cần không? Đấy. Thực ra cái này thì có thể cần, tại vì nếu mình để xa quá thì khi mình nhìn nghiêng đi thì cái trường tầm nhìn của mình sẽ bị giảm đi, cái hình chiếu của gương ạ, mình sẽ bị giảm đi. Và vâng, chỉ thế thôi ạ. Tức là nếu để càng xa thì sao? Các em đã thử để càng xa chưa? Thì tôi đã có Không. thử khảo sát là nó thay đổi khi để xa thì có thì tức là xa trục chính thì có chưa? Thực ra thì nhóm em đã thử rồi, thì khi để càng xa thì đương nhiên là như em vừa nói thì cái trường nhìn nó sẽ giảm đi và cái ảnh nó sẽ bị Mờ. hơi bị mờ, tại vì mặt nghiêng nó sẽ không không bị tương điểm nữa. Ok, điều kiện tương điểm. Ok. Câu hỏi đặt ra đó là làm sao để xác định được cái trục chính của cái gương? Em có cái thước À. để bố trí thí nghiệm này thì em sử dụng cái thước laser À. để em bắn vào cái laser đấy, sau em điều chỉnh sao cho cái điểm bắn và điểm thu lại nó trùng 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 sát lên À. nhau. Vậy là cũng khá là dùng cái đấy cũng có nguy hiểm không? Tôi phải đeo kính hay gì không? Cái đấy thước thước laser thì không nguy hiểm À. như thế. À thước laser chứ không phải là bút laser. Vâng. Ok. Vừa đo vừa để kiểm tra. Chứ Ok. dùng thước dây thì nó sai số nhiều vậy, Ok. khó. Ok, các bạn có câu hỏi gì cho bạn bạn Kiên không? Ok, xin mời bạn 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 Nam nào. Dạ anh ơi, em có một câu hỏi là nếu chúng ta thay môi trường xung quanh của thí nghiệm bằng một môi trường có chiết xuất khác nhau thì nó có ảnh hưởng đến cái lắp đặt để không ạ? Có nghĩa là nếu mà em thay môi trường xung quanh bằng môi trường khác ạ, thì liệu lắp đặt một cái hệ y hệt như trong môi trường không khí thì nó có cho ảnh giống không? Hay là phải lắp đặt theo một cái cách khác? Câu hỏi này thì đương nhiên là
nó không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài như nào. Tại vì ở đây ví dụ như là cái môi trường ta xét có nguyên một khí khác, chẳng hạn là khí khí CO2, thì cái độ biến thiên chiết xuất nó càng lớn, nó lớn hơn rất nhiều so với cả không khí bình thường, nên là hình ảnh nó sẽ càng rõ nét hơn, chứ không phải như bạn nói là phải đặt theo một môi trường đồng nhất. Tại vì mình đã nói là theo công thức liên hệ giữa chiết xuất phụ thuộc vào mật độ khối của môi trường, thì nó sẽ phụ thuộc vào mật độ khối môi trường khác nhau. Ví dụ như là khí carbonic sẽ có chiết xuất lớn hơn so với không khí bình thường, và đấy nó sẽ làm cho cái ảnh nó rõ nét hơn thôi, chứ không liên quan gì đến môi trường xung quanh cả. Mình nghĩ là ý của bạn kia là đổi môi trường xung quanh, còn cái phần khí mà mình thực sự quan tâm đến nó di chuyển thế nào thì giữ nguyên đấy. Nghĩa là chẳng hạn đổi luôn không khí xung quanh thành một cái môi trường nói khác, và đọc hết có thể suy gần này xuống nước chẳng hạn, thì nó sẽ thế nào đúng không? Nhưng mà cái phần không khí mình đang xét đến thì là nước hay là không khí ạ? Nghĩa là chẳng hạn, nghĩa là cái phần khí mà mình quan sát, cái mình quan sát chính trên màn là cái CO2 hay một cái luồng khí nào đặc biệt đúng không? Nhưng mà ở đây chắc mình đoán là ý của bạn kia là mình thay đổi cái môi trường ngoài ấy, chứ không phải cái phần khí mà nó mình đang quan sát. Liệu nó có ảnh hưởng gì không? Ví dụ nghĩa là bạn ấy hỏi như thế. Ví dụ quan sát dòng nước nóng chẳng hạn. Thực ra thì dòng nước nóng thì cái chiết xuất nó sẽ nó khoảng xấp xỉ 1,33 rồi, thì nó sẽ không xấp xỉ 1 nữa, nên là cái mô hình này sẽ không hợp lý nữa, tại vì nó không liên tục được nữa, và cũng công thức liên hệ giữa chiết xuất và mật độ khối nó sẽ không chính xác nữa, không thể làm xấp xỉ được nữa. Vậy vậy nếu mà không xấp xỉ thì mình có tính được tương tự họ, mình có quan sát, có cơ hội quan sát được không nếu như mà cái hàm của mình không sử dụng các phép xấp xỉ kia được? Có thể quan sát được, nhưng mà nếu chỉ quan sát được trực quan thôi, nếu mà tính toán thì nó sẽ rất là trâu bò và khó để tính được. Mình nghĩ là hiện tượng này chủ yếu để mình quan sát bằng hình ảnh trực quan thôi nhỉ, mình nghĩ thế. Tại vì cái này nó chỉ quan sát được chất khí thôi, chủ yếu là chất khí thôi, phụ chiếu phụ chất khí đúng không? Và mình cũng chưa nhìn được người ta sử dụng này để quan sát dòng chảy nước nóng như thế nào cả. Tại vì chính mắt của người có thể nhìn thấy được nó rồi, không cần cái kỹ thuật này nhìn hộ nữa. Ê, cùng khí với nhau chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Nghĩa là cái môi trường xung quanh chẳng hạn như là trên Hà Nội và tự dưng chỗ nhiều khói xe chẳng hạn, chất khí nó có thể khác đi so với ở những cái chỗ như là Hải Phòng hay là một cái tỉnh nào đấy khác, hoặc chỗ nào quê quê tự dưng không khí xung quanh hơn thì cái chất xuất của một cái môi trường không khí xung quanh bên ngoài hẳn đấy thì nó có ảnh hưởng gì không? Mình nghĩ là cũng một khí như thế thì vẫn xấp xỉ y như thế này được đúng không? Đúng rồi, tại vì không khí chiết xuất nó chỉ xấp xỉ bằng một thôi, nên là nó hàm nó sẽ liên tục với nhau và có thể tính toán được. Và hiện tượng cũng như thế. Thế thì ở cả cái môi trường xung quanh ấy, nó làm mình nhìn rõ hơn, nghĩa là làm mình nhìn rõ hơn hay là nhìn mờ đi nếu như là thay đổi cái môi trường xung quanh như thế, thì trong những cái hệ như thế này. Cái thực ra là cái ảnh trên màn ấy là cường độ sáng của nguồn điểm chứ không phải là của môi trường xung quanh, nên là nó không liên quan gì cả.
Anh nghi ngờ cái này một tí. Tại vì hình như là cái góc khúc xạ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xung quanh nữa đúng không? Nhưng mà nếu nó đồng chất cả về cả phía trước cả phía sau thì đồng chất trong mọi điểm thì cũng nó cũng như thế, nó đồng nhất luôn. N không kia gì nhỉ? Cái N không trong cái công thức bên phải là gì nhỉ? Nó không, đấy là nhiệt độ của N môi trường xung quanh ấy. không cơ. Không phải À, T không? nó không là chiết xuất của môi trường xung quanh. Ừ, thì như công thức kia cho mình thấy là cái chất xuất của môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến cường độ mà nhỉ? Có nhịp, có ảnh hưởng đến sự rõ hơn của cái ảnh ấy hay không? Đúng rồi. Mình nghĩ là nó có phụ thuộc ở đấy đúng không? Đúng rồi. Thế thì cái điểm khúc xạ ra của nó sẽ bị lệch lệch đi so với sự lệch đi ở trong không khí, nên là nó cũng khác nhau. Vậy tức là cái môi trường xung quanh có làm ảnh hưởng cái việc nhìn cái ảnh nó rõ hay không? Vậy. Đúng rồi. Mình cảm ơn. Xin mời các bạn đặt câu hỏi cho bạn Kiên bằng cách giơ tay. Kiên cho thầy hỏi một câu hỏi thêm nữa về về thí nghiệm. Đấy thì ở đây em thí nghiệm là sử dụng các thiết bị, là trong đó có cái gương cầu lõm. Thì thầy thấy là gương cầu lõm là tìm nó cái gương cầu lõm mà kích thước lớn là tương đối khó. Thì em có thể chia sẻ với nhìn trong nhìn này thì có vẻ cái gương cầu lõm của em cũng tương đối lớn, thì em có thể chia sẻ với mọi người là vì em dùng cái gương cầu lõm ở đâu để làm trong thí nghiệm này, và kích thước nó như thế nào. Như em đã nói vừa nãy thì kỹ thuật Sligen sẽ cần cái gương hoặc là thấu kính có tiêu cự và khẩu độ càng lớn càng tốt. Và để thỏa mãn điều này ta sẽ cần mua một cái gương có khẩu độ lớn và tiêu cự lớn, và tìm rất là khó. Nhưng mà cái hồi mà em làm ấy thì em rất là may mắn là em đã kiếm được từ cái kính thiên văn cũ của em tháo kính thiên văn phản xạ, nó đáp ứng cả hai tiêu chí là tiêu cự lớn và khẩu độ cũng tầm trung, nên là em sử dụng được luôn. Ok, cảm ơn Kiên. Các bạn nào có câu hỏi cho bạn Kiên nữa không? Ok, một lần nữa cảm ơn Kiên đã dành thời gian cho chia sẻ các kiến thức về về kỹ thuật Silicon. Có lẽ nếu các bạn không có câu hỏi thì buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Okay, cảm ơn Kiên và cảm ơn các bạn nhé. Vâng. Em chào thầy và tất cả mọi người đã lắng nghe. À, hình như có một câu hỏi ở kia rồi không nhỉ? Ở đâu? Ở đâu? Hello. Vừa nãy em vừa thấy Vừa nãy em vừa thấy một cái ký hiệu giơ tay mà hình như mất rồi. À. Ok. Xin chào mọi người nhé. Okay.